Rồi, chào các bác gần xa nha. Thì lâu quá không làm clip mình xuồng ghe cho lãi, thì bây giờ hôm nay mình làm clip những cái mà mình bán chạy thì cũng chuẩn bị giao cho khách á. Thì trước hết là các bác thấy đây, đây là mấy cái cano ha, cái cũng dài là 4m ha, rộng 1m2, cao 3 tấc ha, tầm giá khoảng 7,5 triệu hoặc thấp xuống tùy theo chất lượng ha. Cái này đáy sâu đáy cao đó, cái này dài 4m7 luôn ha. Cái này đi Khánh Hòa người ta đặt, cái này là cái loại nhỏ và mini dài 2m4, rộng 8 tấc ha, giá nó khoảng 3,6 triệu rồi. Đó, còn đây là vô lại 49 rồi ha, khá là dài, nó mới mình đổ dày lắm nha. Đó, thì như cái tờ tam bản này nó cũng chỉ 2,9 thôi, dài 4,5 m, tải 350 kg ha, 2,8 mà thấp hơn xíu. Còn đây là cái vỏ lường nha, vỏ lường thì nó hơi vuông hơn xíu, khoảng 3,6 ha, 4,5 m luôn. Còn bo 3,5 m, giá cũng từ 4,000 mấy. Này về sườn ba lá nè, sườn ba lá 2,000 mấy thôi, 2,000 từ 2,2 tới 2,9 thôi. Này cano 3m rồi đổ về cho một ship tốt. Rồi bây giờ để mình quay sơ sơ cái kho sườn cho mọi người xem. Thì gió lãi thì mình để phía trước này nè, để lộn xộn lắm. Ở phía sau mình cũng có cần để nữa. Đây là một phần mấy cái cano đây đó. Mình có đu tôm luôn nha, anh em có mua đu tôm thì cứ liên lạc với bên trực tiếp mình, đây mình sẽ báo giá cho ha. Đây cano mình có để cũng khá nhiều loại cho anh em lựa ha. Những cái cano này thì nó dài đủ cỡ hết. Thì đây là những cái xuồng tam bản và xuồng ba lá. Thì các mọi người mua thì gọi số này cho mình nha, số điện thoại đây, số của công ty, mình xài số bàn không xài số di động cho nó an toàn. Số di động nhiều cái nó cũng nháy được. Đây 4m2 vỏ lường, vỏ lường loại dài hơn cũng có 4m9, 7m cũng có đầy đủ. Ở đây trong đây có sườn cây giác luôn nha, sườn cây giác đó, rất là dài, sườn độc mộc cũng có luôn. Nên thích đi tôi luôn khám phá thì mua sườn cây giác là ngon rồi. Đây vỏ lường đáy sâu ha, bên đây cũng là một số vỏ lường với bò bò. Mình đi ra mình quay tiếp vào đây ha. Đây tiếp tục bên đây, đây cái mỏng cano là bầu này đó, để nó độ ok. Đồ này có làm inox cản rồi đầy đủ hết, anh em cứ về chạy thoải mái ha. Ở đây cũng còn thúng nuôi lương nha, thúng nuôi lương mỗi ngày mới về nha anh em. Đó, mỗi ngày anh em hỏi quá trời luôn rồi, mình hết hàng, tạm hết hàng ha. Bên đây mình cũng còn để rất là nhiều để mình quay cho anh em xem. Giá thì anh em cứ liên lạc với cái số mình nãy mình để ha. Rồi thì thúng rồi đây. Đây, số cano. Phía sau mình cũng còn để nhiều lắm, anh em muốn xem thì cứ đến trực tiếp công ty xem nha. Này mới vô lượng nhỏ 3m mấy nè. Đây, đây là gần hết rồi. Thì mẫu mã mình anh em là có yêu cầu thì cứ gửi Zalo điện thoại số bàn á, rồi bên em sẽ kết bạn và gửi hình cho anh em xem. Mẫu mã luôn cập nhật mới nhất có thể cho anh em nha. Đây vô lại siêu tải đây ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Rồi, cái này là mấy cái động cơ nha mọi người, để lắp vào máy á, tùy vô mã lực ha. Có máy lớn từ 15-17 mã lực cho lên ha. Với những cái máy 6,5-5,5, đặc biệt là có cái loại dòng máy này mà máy dầu luôn nha. Cái này là giống như máy xăng nhưng mà nó là thực sự là máy dầu, chạy dầu ha. Bác rồi, đó là cái bác rồi. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ đến công ty lựa máy, có đủ loại hết, dàn lắp mình cũng có luôn nha, dàn lắp mình có sẵn. Còn những người
Những bác nào xài máy D thì có bên kia nha. Máy D chạy tàu loại nào cũng có. Máy D thì đang khuyến mãi giảm 30% á. Tất cả các hãng luôn, từ Honda như tới những cái hãng bình thường ha, Lifan. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi, chào mọi người. Thì lúc này là đang lên xuồng. Cái xe này là xe Thái Bình để mà chuyên đi từ Nam ra Bắc á. Thì mình kết hợp đi vậy nè, khoảng chừng một tuần là có khoảng 3 chuyến thôi. Thì ví dụ đi Nam Định, đi Phú Yên hay là Bình Định hay là đi ở đâu cũng được. Thì mình ship tới nơi cho mọi người ha. Là ba mấy chiếc này chuẩn bị lên. Đủ loại khách từ cano gì tới vỏ lượng, rồi xuồng ba lá rồi này nọ. Thì mọi người cứ liên lạc với bên thư ký mình nha. Đặt hàng. Rồi, cái mớ xuồng này là đi giao nha mọi người. Đang chuẩn bị đi giao cho khách hàng thôi. Có để tên địa chỉ từng người vậy đó không? Gần gần ví dụ Bình Phước đổ xuống. Mình có xe nhỏ đi giao, còn ở xa ra Bắc á, thì mình có xe lớn nha, nhiều loại xe lắm. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.